cặp đôi nghiện ma túy dàn cảnh đánh ghen trước khách sạn để cướp. Do thường xuyên sống tại các khách sạn, nhà nghỉ nên Tuấn và Nguyên biết nhiều cặp đôi ngoài vợ ngoài chồng thường xuyên gặp mặt trong khách sạn nên dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản. Ngày 15 tháng 1, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Hoàng Tuấn sinh năm 1999, ngụ quận 1 và Ngô Thị Ngọc Nguyên sinh năm 1999, ngụ quận 7 để điều tra về hành vi cướp tài sản. Rạng sáng ngày 10 tháng 1, Chị DTHT sinh năm 2001, ngụ Bình Chánh cùng hai người bạn đi bộ trên đường số 10, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì hai đối tượng này lao xe vào hô hoáng giả vờ đánh ghen rồi giật túi sách. Sợi dây chuyền của chị T bạn của chị T thấy hai đối tượng hùng hổ nên không dám chống cự, cướp được tài sản hai đối tượng tăng ga bỏ chạy. Chị T đến công an trình báo, cặp đôi nghiện ma túy đá, dàn cảnh đánh ghen trước các khách sạn bị bắt giữ cùng tăng vật. Từ thông tin của chị T, đội 3, phòng cảnh sát hình sự tổ chức xác minh truy tìm. Đến chiều ngày 14 tháng 1, một tổ công tác phát hiện cặp đôi này đang lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 nên bắt giữ đưa về trụ sở. Tại cơ quan điều tra hai đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Sau khi cướp thành công, hai đối tượng phát hiện trong giỏ sách của chị T có 2,5 triệu đồng và chiếc iPhone X nên mang điện thoại. Dây chuyền bán được 8 triệu đồng rồi chạy về thủ dầu 1, Bình Dương mua một cặp nhẫn cưới, số tiền còn lại cả hai mua ma túy đã sử dụng.